Thưa quý vị và theo những phản ánh của người dân ở xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, trên địa bàn này khoảng 2 năm nay có một doanh nghiệp về khai thác cát ở địa phương. Cũng từ đó tình trạng mất nước diễn ra thường xuyên khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Cụ thể, người dân xóm dậy xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang cho biết, ở đây có gần 100 hộ dân và nước ngầm là nguồn nước duy nhất để sinh hoạt của họ. Trước đây, khu vực này là ruộng canh tác bằng phẳng, trồng ngô, hoa màu, từ hơn 2 năm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển xây dựng Long Dương được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác khoáng sản tại bãi soi xạ. Tình trạng mất nước cũng diễn ra thường xuyên. Người dân ở đây nghi ngờ nguyên nhân của việc mất nước ngầm có thể là do việc khai thác cát. Người dân đề nghị chính quyền huyện Hiệp Hòa và tỉnh Bắc Giang sớm vào cuộc điều tra làm rõ.